Nhân chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chiều ngày 14 tháng 11 tại thành phố Thượng Hải, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã hội đàm với đồng chí Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Mở đầu hội đàm, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thượng Hải và đồng chí Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ hai đảng, hai nhà nước từ sau chuyến thăm Trung Quốc mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào mùa thu năm 2022. Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, làm việc tại thành phố Thượng Hải trong bối cảnh năm 2023, Trung Quốc Việt Nam kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đồng chí Trần Cát Ninh nhấn mạnh, gần 30 năm qua, thành phố Thượng Hải và thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đến thăm Trung Quốc lần này, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho hay, có nhiều ấn tượng trước những thành tựu phát triển rất to lớn của đất nước Trung Quốc nói chung, thành phố Thượng Hải nói riêng. Trong quá trình xây dựng, vùng đắp mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc duy trì, phát triển quan hệ với các bộ, ngành, địa phương của Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng, hai thành phố tiếp tục nâng cao tính thực chất và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Thượng Hải nói riêng, các địa phương của Trung Quốc nói chung trong thời gian tới. Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ, năng động của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thượng Hải, Bí thư Thành ủy Thượng Hải chia sẻ niềm vui với kết quả hợp tác giữa hai thành phố và khẳng định hai thành phố có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Thượng Hải trao đổi, chia sẻ về phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Thượng Hải trong những năm qua. Hai thành phố còn nhiều dư địa để cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ hai nước và hai thành phố không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới. Sau hội đàm, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Thành ủy Thượng Hải đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc thành phố Thượng Hải, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Thượng Hải. Dịp này, hãng hàng không Vietjet cũng chính thức công bố đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải